Rồi, hello, xin chào anh em ha. Chào anh em đến với clip thứ 12 của em ha. À, thông báo với anh em đầu clip luôn ha, là hàng bãi nó mới có lệnh cấm thêm 1 tháng rưỡi nữa nè. À, đâu chết luôn. Hôm nay em về được thêm cọng dây 30m nữa nè. Trước về cọng em bán rồi, nay về thêm cọng nữa. Với em còn mới dây này nè, 10m, dây Nhật chưa qua sử dụng ha. À, con khoan bàn mini này bữa em bể gạch anh em lên lại ha. Cái thùng này cũng vậy nè, thùng này bị bể gạch nhưng mà cái thùng này em sang bớt mũi qua cái thùng này em mới về. À, bớt mũi qua đó là em sẽ bớt giá xuống cái thùng này bữa bị bể gạch. Cái con này là con Autovol nha anh em. Đó, con này mới chắc luôn anh em. Anh em về được mới máy 220 nè. 220 zin 22 nha, mấy con cắt ton 3 ly 2 nè. Đó. Zin 22 hết nha. Rồi, với lại mới nhỏ linh tinh nè. Anh em về được con mài nước nè. Mài nước này đá trắng nha anh em, chưa qua sử dụng luôn. Đó, đá này chưa qua sử dụng luôn ha, đá 205. Con máy này chưa qua sử dụng luôn ha. Con rulo nè, rất là đẹp nè. Rồi, em lên lại con khoan bàn với con cưa trượt nè. Anh em về được con cắt gỗ 380 nè, bữa anh hỏi quá trời. Mà em không có. Con này là lưỡi 380 rồi, để Atimon ha. Con cắt sắt này cũng bị bể gạch, cắt sắt hợp kim lưỡi 180. Đây, anh em về được lâu lắm rồi mới về được hai cái đèn đèn sạc. Thôi vô đi. Thôi, em vẫn về mã số 1 ha. Clip 12 mã số 1. Rồi, món đầu tiên là em bán sợi dây cắt ra từ cái này không phải là cắt mà là tháo ha, tháo ra từ rulo Hayata ha. Cái này cái chui mát nó bị mất rồi nha anh em. Đó, nó chỉ còn hai chân thôi. Mình xài hai chân thì lầm chân mát nó rút ra rồi. Cái này là em tháo ra luôn nha. Đó, đủ 30 mét luôn nha anh em. Đó. Dây 3 lỗi ha, 3x2.0. 3x2.0. Tặng anh em thêm cái ổ, ổ này là ổ hàng Việt Nam ha. Ổ chống vỡ có đèn báo nha anh em. Sợi dây này thì nó còn liền lạc ha, đẹp hết ha, nó chỉ bị dính tí xi măng thôi. Nè, trắng nè, cạo ra hết rồi, em làm biến cửa. Rồi. Dây không tật lỗi ha, em bao không tật lỗi. 30m, 3x2.0, tặng anh em cái ổ. Cái ổ này hình như là thị trường bán 65.000. Rồi sợi này để anh em sợi này nó hơi dơ tí, để anh em 800.000 thôi. 30m không tật lỗi ha, 3x2.0. Dây Hayata. Mã số 1 800.000 ha. Tặng em luôn cái ổ này, dây có xài. Rồi, sợi thứ hai. Này em còn mớ. Đồ này em về cũng mấy chục sợi bán cũng mớ rồi. Đây là sợi dây 10m ha. Cũng 3x2.0 anh em. Dây này là dây Mitsubishi ha, chưa qua sử dụng nha anh em. Chưa qua sử dụng mới 100% luôn ha. Mitsubishi 3x2.0, cực kỳ mềm ha. Con này dây này nó sản xuất năm 2020. Nó có cái phích nè, phích này phích 3 chân, phích Panasonic này nè, made in Japan ha. Mới chưa qua sử dụng, phích 3 chân nha anh em. Phích 3 chân ha, với một cái ổ, ổ 3. Ổ này ổ 3 ha. Đó, anh em về có xài thì xài, không xài thì cắt ra thôi. Tại em mua sao em bán vậy chứ em không có bán rời được nha. Không có cắt ra mà bán dây không được. Đó. Chưa qua sử dụng ha, Mitsubishi in Japan. Cái phích 3 chân với cái ổ, ổ này là ổ giống dạng như ổ ba pha vậy nè. Đó, nó như 3 chân ha. Này anh em về mà không xài cái ổ này thì cắt ra lấy nó làm dây nguồn gì đó anh em làm ha. Dây 3x2.0. Dây này là dây mới chưa qua sử dụng cho nên giá nó sẽ cao nha anh em. Rồi này mã số 2. Để anh em 550. Dây nguồn em chỉ nhận chuyển khoản và em bao ship ha. Mã số 1, mã số 2. Chuyển khoản em bao ship. Mã số 2 550. Dây Mitsubishi ha, chưa qua sử dụng 3x2.0 ha, 10m. Rồi. Tao bán gì đây? Bán con vít đi. Đây là con vít
Makita ha, bít đầu khía huyền thoại anh em. Dây nguồn nó được 5 mét ha, dây nguồn zin theo máy luôn nha nè. Con này nguyên zin 100% ha. Có điều cái đầu này nó hơi bị chốc sơn tí thôi. Dòng này là dòng bao bền anh em ha, rất là êm. Đây là con bắn vít Makita 6954 ha. Điện 100V, 360W, điều tốc từ 0 đến 3.300 vòng. Con này hàng nội địa Nhật ha, liên lạc hết nha anh em. Nó chỉ bị chốc sơn cái đầu này thôi. Đó. Thường thường mấy anh em về anh em sẽ sơn lại, còn em không có sơn. Ừ, để về em bán thôi. Nguyên zin 100% nha anh em. Em đu bà rùa. Có tháng từ ha, đảo chiều nè. Dòng này là dòng huyền thoại nha, đầu khía rất là bền. Rồi mã số 3, con này đến anh em mã số 3 500.000 thôi. Mã số 3 500. Tiếp theo anh em về được thêm một con rung nhám nữa nè. Con này cũng mới 90%, mấy con đợt trước em lên. Con này đời mới nha, đời mới nó sẽ có ốp nhựa trên cầm, tay cầm như trong này nè. Đó, để mình cầm vô đây nó êm hơn ha. Đây là dòng quốc dân này, dòng quốc dân nhám, bản nhám nó bản 9 phân 9 x 18. Đây là con rung nhám Makita BO3710 ha, điện 100V, 190W, 11.000 vòng mới keng ha, nguyên zin ha, dây nguồn zin theo máy luôn. Đầu hoàn hảo ha. Rồi con này để anh em, con này mã số 4, mã số 4, con này để anh em 650. Con này mới lắm nha nè. Mã số 4 650 ha. Đây, em về thêm được con này nữa nè. Đây là con vít Makita ha. Này đời mới nè, này nó giống hàng chính hãng anh em. Giống y chang hàng chính hãng luôn. Nhưng mà này con này hàng nội địa Nhật, hàng Nhật bãi ha. Dây nguồn được 5 mét ha. Đây là con Makita MTD0100 ha. Điện 100V, 230W, điều tốc từ 0 đến 3.600 vòng. Mới phải nói là trên 90% luôn nha anh em. Anh em nào vừa chơi vừa sưu tầm thì chơi em này ha. Con này có đèn led luôn nha anh em. Đó, có móc treo luôn ha, có đèn led luôn. Đảo chiều nè. Rồi, hoạt động hoàn hảo ha. Con này để anh em 650 luôn. Mã số 5. Mã số 5 650. Nay quay clip hơi trễ, em nói nhanh nhanh nha. Anh em nào có muốn biết thông tin gì thêm thì gọi Zalo, kết bạn Zalo em ha. Mã số 5 650 ha. Mã số 6 anh em. Là một con bầu Makita ha. Con này cũng giống hàng chính hãng nè, dây nguồn zin theo máy được 5 mét ha. Con này xài lưỡi 1 tấc mốt ha, 110mm ha. Bào này là bào 1911B ha, anh em có thể tra nó trên mạng, nó giống hàng chính hãng ha. Con này mới nó mắc lắm. Điện 100V, con này hàng nội địa Nhật ha, 1050W, 16.000 vòng. Lưỡi này là lưỡi thông dụng nha anh em, tại vì nó giống hàng chính hãng cho nên nó là thông dụng ở đó nó có hết ha. Ốc vít cùng 7 màu hết ha, chỉ có cái là cái nắp nó hơi bị lủng lỗ chỗ này, chả sao nha anh em. À, đế đẹp ha, ốc chích 7 màu ha, lưỡi đẹp anh em, lưỡi như mới luôn, lưỡi đứt tay luôn ha, bán cực kỳ luôn. Đây, cực kỳ đẹp ha. Con này mới hình như tới 6 triệu mấy rồi.
Con này đến em 700 nghe. Mã số 6. 700. Mã số 6 700 ngàn ha. Này, bữa trước em có lên một lô này lô mấy mày mà em lên 22 nè. À, em bán hết rồi em còn em lên được thêm con mà con này nó có cái cặp te bảo vệ luôn nè. Mà dòng mới trăm mới trên 90% luôn á, nhưng mà hàng này em lên 22 cho anh em đi công trình ha. Bữa trước anh nào mà mua không kịp á thì chốt em này giùm em. Con này là con máy mài Hitachi ha, G10SH6, cốt 10 đá 100 ha. Điện 100V nhưng mà em đã quấn lên 22 có cân ly tâm mà có bảo hành ha, 780W, 12.000 vòng. Nguyên zin hết nha anh em, chỉ có phần điện là em lên 22 thôi, dây nguồn zin theo máy luôn ha. Không tắt đẩy nha anh em. Em như chó thở luôn ha, con này mới lắm. Rồi, con này để anh em 650 không bao ship nha. Mã số 7 em vẫn bán bằng giá cũ. Con này có thêm cái hạt te, 650 không bao ship nha anh em. Mã số 7 650 ha. Con đó là lên 22 rồi nha. Rồi, cho mày lên chút. Anh em về được 4 con cắt ton em. Dòng này là dòng hệ rồi nha anh em, mắc lắm. Này dòng Vin 22. Vin 22 ha. Máy in sao băng ha. Cắt được 3 ly 2. Thì cái lô này là em lấy hàng thanh lý của công ty nhà nước, nó chuyên cắt inox. Cắt inox thì con này cắt được 2 ly 3. Đấy. Mà nó cắt chỉ có một phân 1 ly thôi. Công ty đó nó cắt có 1 ly thôi. Cắt inox cho nên nó mới xài loại này, loại lớn. Còn loại nhỏ thì nó không cắt được inox nữa. Dòng này là đây cái mã của nó nè, Makita GS3201. À 3201 ha. Này nó cắt tone được 3 ly 2 nè, cắt inox được 2 ly rưỡi nè. Điện zin 22 ha. 710W. Máy in da băng ha. Những dòng mà hàng mắc tiền này toàn là máy in da băng hết nha nè. Thì cái dòng này em mua hàng thanh lý của công ty nhà nước. Tất cả nguyên 4 con này nè. À không, 3 con thôi là nó bị hư công tắc nè. Hư công tắc. Đây nó hư cái công tắc này nè. À, rồi nó cắt cái dây ra, cắt dây nguồn ra, nó tháo công tắc ra luôn, cái nó bỏ vô kho. Nó tới chừng nó thanh lý ra là em nhìn em thấy là con này không có công tắc, không có dây nguồn. Đây. Thì em mới lấy, tại vì những con đó là bao sống anh em. Nó chỉ hư công tắc thôi. Tại vì mà mấy công ty nhà nước mà nó bỏ ra đó rồi, khi mà cái thằng bỏ vô là thằng khác, cái thằng kiểm là thằng khác, cái thằng lấy xài là thằng khác. Khi nó qua vô lấy xài nó thấy hàng không có dây nguồn, không có công tắc thì nó đâu có lấy ra. Bởi vì để lâu quá bắt đầu nó thanh lý kho á anh em, thì nó lòi ra được mấy con này. Một cái nữa là đây, dòng này với dòng này nó giống nhau ha. Nó cái công tắc này nè nó giống nhau. Đó, công tắc này giống nhau nhưng mà cái công tắc cái thằng này á, cái núm này nè nó nhỏ. Đó, còn cái thằng này núm lớn. À chỉ có một con này thôi nè, con này là không có hư công tắc nè. Con này chỉ mất dây nguồn thôi. Này công tắc zin luôn. Nó cái núm này nó lớn nè anh em thấy không, lỗ này nó lớn nhưng mà cũng rất là giống nhau. Mà tại bởi vì em quên đi, em đi đặt hàng của Makita, em đặt mấy cái công tắc về thì cái lỗ núm nhỏ này không thì em gắn vô nó vẫn vừa ha, y chang thôi, nó chỉ khác cái núm ngoài thôi, nhìn nó hơi kỳ chút ha. Để lỡ đặt rồi nè, cái công tắc hãng nó mắc chứ không phải giống công tắc lô cho nên nó đổi lại không được. Đặt rồi mua rồi không có đổi được, nó ra bình thường á nè, hơi kỳ chút rồi. Thì con này á, hai con này đời mới nè, con này đời cũ hơn, con này 7.9 triệu nè, con này 8.7 triệu là cái này máy mới á. Em nhắc lại những dòng này, những con này là zin hết, chỉ có lai cái công tắc với sợi dây nguồn là em gắn dây bãi hết rồi, em gắn dây bãi hết ha, gắn dây bãi hết với lại cái công tắc thì em thay. Chỉ có cái thằng này nè, thằng này là chỉ mất dây nguồn thôi, công tắc vẫn còn zin.
Vin đét hết nha nè, tất cả những cái là vin hết, chỉ có thay dây nguồn hoặc là thay công tắc thôi. Rồi cái dòng này em mới vừa giới thiệu rồi ha. Makita GS 3201 ha. Điện Zin 22. 710W. Máy in da băng ha. Máy in da băng hết, tất cả những dòng này đều máy in da băng hết. Rồi em sẽ test. Test một con thôi nha anh em, không có thời gian. Có con này là đẹp nhất rồi. Con này là cái tay cầm của nó không có bị cóc. Tay cầm này nè, đồng đời mới nó sẽ có cao su trên tay cầm này. Còn mấy con này nó bị tróc nè ha, tróc cái cao su tay cầm. Cái con này là còn nguyên zin thôi, còn đẹp, mà xài thì chả ảnh hưởng gì hết. Ton là ton cỡ 2 ly ạ. Cái này không phải ton, cái này là thiết, cái hộp mà ấy ngọt sớt anh em ha. Cái này anh em có thể chỉnh cái lưỡi này chạy ra vô nha, cắt là dày mỏng mình sẽ chỉnh nó ra vô ha. Nếu mà anh em cắt ton mỏng thì anh em sẽ chỉnh cho nó sát sát hơn. Còn cái thằng này thì em đang chỉnh cắt dày, nó bị dướng rồi không có cắt vô được. Đứt ha, một sớt à, tại vì cái hộp vuông á em không có cắt vuông được. Nói chung mấy cái lưỡi này là còn bao bén hết, tất cả em đều bao bén hết ha, bao bao cắt à. Em bao cắt Zin em hai anh em ha, dây nguồn thì em thay dây 7 ha, chứ không phải dây tầm 7 mà 3. Em ru và gù hết á. Rồi con này em bán con 6 trước đi, con mà nó bị chốc cái cao su tay nè. Con này em bán 1,5 triệu thôi. Mã số 8. Mã số 8 1,5 triệu ha. Con này em sẽ bán 1,7 triệu. Mã số 9 1,7 triệu. Con này nguyên zin hết, chỉ có mà sợi dây nguồn này em hết dây ngắn em thay cho nó sợi dây dài luôn, dây Makita, cho nên giá nó sẽ đội lên hơn mấy con kia tí. Con này 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu là mới bằng mà 1/5, 1/5 máy mới thôi. Con này 1,7 triệu. Qua có em có đăng Zalo rồi, anh kia vô anh nói trời ơi sao máy cái cũ mà nó mắc dữ vậy em. Trong khi đó cái con cắt ton 3 ly 2 này á, mà hàng 110 á, anh em khác đã bán 1,5 triệu rồi. Mấy con máy hàng Nhật cái mà 3 ly 2 á, cắt ton 3 ly 2 á, mà bằng 100V là bán 1,5 triệu rồi. Con này Zin 22 em bán 1,5 triệu mà mắc gì anh em, bao rẻ luôn á. Đây con này là con 6 ha, mã số 8 1,5 triệu. Con này đẹp, con này liền lạc hết rồi. Đó, 1,7 triệu. Cái này được cái dây nguồn dài nữa. Rồi, tới hai con này. Hai con này thì đời nó cũ hơn, nhưng mà được con cái là cái tay này nó không có cao su, cho nên nó không có đi tróc đi đường nào hết trơn á. Hình như thông số con này nó cũng vậy à. Con này là đời đời cũ hơn nè, CS 3200. Con nãy là 3201 hả? Con này là 3201, con này là 3200 ha. Cũng vậy anh em, điện 22 ha. Con này công suất nhỏ hơn tí. Nó 660W. Máy in da băng luôn ha. Con này nó cũng cắt ton được 3 ly 2, cắt inox 2 ly rưỡi ha. Rồi hai con này giống nhau, em chỉ giới thiệu một con thôi. Em bao cắt anh em có yên tâm nha, tại em không có ton nhiều á. Ủa, em điện 110. Em ru hết anh em cứ yên tâm ha. Này mấy thằng thằng dạng như công nhân nó làm á, dạng như đồ cha chung không ai khóc á. Ở có gì sự cố cái là nó bỏ vô kho, nó đâu cần biết là phải sửa sao nè. Đâu cần biết là cái đó hư nặng hay hư nhẹ đâu, cho nên là máy nó còn nguyên zin hết.
cái lưỡi này là lưỡi bốn mặt nha anh em. Đó, nó lục anh em có thể xoay ha, mở cái ốc này ra anh em có thể xoay, nó xài được bốn mặt luôn. Lưỡi này cũng vậy ha, xài bốn mặt luôn. Rồi, này để anh em chiều rưỡi con hết đi. Mã số 10. 1,5 triệu. 11. 1,5 triệu luôn. Số 10,5 triệu. Lâu lâu rồi, hình như là từ lúc em bán hàng tới giờ mới về được cái lô cắt tôn 3 ly 2 mà zin 22 này nè. Tay này á là thanh lý kho của cái công ty đó, anh em mua lại trực tiếp của cái ông mà mua cái thanh lý kho đó luôn. Thanh lý kho rất là nhiều đồ, em chỉ mua mấy con này thôi, cho nên là giá nó có thể ra tới cỡ này ha. Còn nếu mà ngày xưa giờ mà em lấy lại của lái nó không có giá này luôn. Lấy lại của thì dạng như em đi, em mua được của cái lô của ông đó, mấy con này em về bán là ngày xưa giờ em lấy, em hỏi giá là em lấy là giá trên con trên giá này hết á, nó lấy lại của lái thôi chứ phải là giá bán khách á, là trên giá này hết rồi. Là em mua được rẻ thì em để anh em rẻ 1,5 triệu con. Anh em nào mà mua con máy mới này rồi mới biết là giá nó rẻ, đừng so sánh với đồ Trung Quốc hay là đồ này đồ kia. Đồ hàng Vinh 22 mà anh em so với hàng 110 sao so anh em. Rồi, tiếp theo là bán gì đây, bán cái đèn đi. Đây, đây em về được hai cái ha, hai cái đèn. Cái này hôm trước em có bán rồi. Đây là cái đèn Hataya Made in Japan nha anh em. Đó, con này tới 30W lận. Cái đèn này á mà tối em ra ngoài em test là nó xa tới mười mấy mét, nó xa dữ lắm, nó pha ra xa. Này, nó có ba cái đèn thì nó báo dung lượng pin á. À, cái đèn ở dưới này là từ 0 đến 25% ha. Đèn màu vàng là 25 đến 75, đèn màu xanh là 75 đến 100% ha. Đây là công tắc ha, mở lên là nó sáng. Đó, nó sáng lạnh lùng nha anh em. Ở đây nó có cái nút, ở dưới này nó có cái nút này là nút chỉnh sáng tối ha. Nó có hai chế độ, đây tối nè, đó là nó sáng ít hơn nè, này sáng nè, sáng rực rỡ luôn nha anh em. Em quay cái điện thoại lên cho anh em coi nó sáng. Đó, nè, tắt nè. Sáng lạnh lùng ha. Cái phòng 10m x 10m là cái này, một cái đèn này là sáng là anh em thấy đường nào luôn á, là buổi tối á. 10m x 10m, 10m x 10m chỉ cần một cái một thôi. Cái thằng này á, là nó có chân để anh em để dưới đất, nó có cái lỗ này nè, nó có con ngóc chuồn chuồn này nè, để thí dạng như anh em có cái cây trụ lên như nè, mình bắt lên trên đó mình xiết nó lại luôn. À, nó xoay cái đèn này được, xoay vòng được luôn nha nè. Mở cái chuồn chuồn này ra nè, em xoay cái đèn này xoay vòng được luôn. Cái tay này cũng vậy. Đó, tay này em chưa xiết cái chuồn chuồn nè, à, anh em có thể xoay nè, xoay vòng được luôn ha. Rồi, đèn này á, Made in Japan nè ha. Con này là 30W nè. Cái pin của nó là 10 pin của nó là 14.8V. À, này là gì ta? 10.4 hả? Hay là 10.000, 10.400. 10.400 mA. Tem đây nó hơi mờ chỗ đó. 10.400 mA. Còn lại cái 30 này là hình như là độ sáng nè. Độ sáng nè. Đó, nó có chỉnh sáng tối là 2 blo nè. Đó, công tắc on off. Thì á, khi anh em sạc á là anh em phải kéo công tắc này xuống off nha. Còn nếu anh em mở lên á là nó sẽ cháy đèn trực tiếp. Nó cháy đèn trực tiếp qua điện á, nó sẽ không sạc. Đây, bộ sạc nó đây zin theo máy luôn ha. Nó có túi luôn. Đó. Này, bộ sạc này anh em ghi vô đây.
À, ghim cái này vô đây, nó có khắc nha anh em, đúng khắc của nó mới ghim vô được ha. Đâu rồi? À, đúng khắc nó mà mới vô được. Ghim vô xong là mình ghim ghim cái này vô đây. Đó, ghim vô thì không cần phải giấu. Đó, bên nào cũng được. Cái sạc này auto volt nha anh em. Ồ. Sạc này auto volt, sạc từ 100V đến 240V đều được ha. Này zin theo máy luôn. Mà cái sạc này thì máy Engina, zin của nó luôn mà máy Engina. Rồi, sorry anh em mới nghe điện thoại ha. Sạc này sạc zin nha anh em, sạc auto volt luôn, 100V tới 22 luôn. Điện 22 thôi ra. Này nó đầy rồi nè. À nó có báo đèn nè. Cái đèn xanh này là đầy rồi nè, tại vì cái pin này nó còn đầy rồi cho nên nó không sạc nữa. Đây nó có đèn xanh nha anh em. Đó nó báo đèn xanh ha, còn nếu mà sạc chưa đầy là nó có đèn đỏ ha. Xanh là nó báo đầy. Sạc auto volt á, 100V 22 thì sạc được. Thường thường máy này về nó ít có khi nào mà nó trộn bộn gì lắm anh em, về nó sẽ bị mất cái này mất cái kia ha. Còn mấy cái này em lấy là trộn bộ luôn, nguyên zin luôn đó, túi Hataya của nó luôn đó. Thấy lịch sự không, hàng này hàng đi công trình ở bên Nhật á, nó làm những công trình mà chỗ nó dạng như nó chưa có bóng đèn điện á, lấy này nó làm ban đêm ha, rất là sáng nha anh em. À quên, nó có hai chế độ là sáng tối ha, thì tùy theo anh em xài chế độ nào, nó từ 5 tiếng đến 10 tiếng nha anh em, từ 5 tiếng đến 10 tiếng ha. Nếu mà anh em xài cái chế độ mà tối không á, chế độ mà sáng ít á, anh em xài được từ 8 tới 10 tiếng luôn á. Đó, Hataya luôn nè, một cái như vậy nó nặng tầm mà này chắc tầm 5 ký quá, 5 tới 6 ký anh em, sáng rực rỡ luôn á, ghê không? Đó này chế độ tối nè, quá trời sáng, sáng mà nhức con mắt luôn á. Hai con như nhau ha, hai con như nhau, em test hết rồi. Con này cũng có sạc y chang như con đó ha. Nè. Rồi hai con bán bằng giá, bán bằng giá với giá cũ luôn. Bán bằng giá mấy cái clip trước em có lên, em có lên rồi. Lâu rồi. Lâu em lên mấy con này lên lâu lắm rồi. Mã 10 12 này như em lên giữa năm rồi. 1,8 triệu một bộ ha. 13 1,8 triệu ha. Đèn mà đèn DC mà đèn màu đèn DC mà xài pin này mà 30W là lớn lắm nha này. Hình như dòng này là cái dòng lớn nhất em bán từ đó trước giờ. Thường thường nó là 10W thôi. Đấy, con này 30W. Sáng dữ lắm. Cái nhà em mà một cái thôi cúp điện buổi tối mà để một cái ăn trước pha ra đằng sau, từ trước ra đằng sau sáng hết luôn. Mà đặc biệt cái dòng này máy in ra băng, thường thường mấy cái dòng mà 10W em thấy 10W, 15W với 20W thường thường nó máy Engina hết à. Sao mấy thằng này là máy in ra băng. 1,8 triệu con ha. Con này 12, con này mã 13, 1,8 triệu con. Này. Đây con này. Cục đá thì kìa, đá là đá trắng nha anh em.
với anh em biết cái đá trắng này không ạ? Cái đá trắng này nó sẽ mài nhanh hơn nha anh em, và nó lâu mòn hơn là cái cục đá màu vàng ha. Này bản của nó tới 4 phân rồi. Đường kính là 205 ha. À, đường kính 205 ha, bản 4 phân rồi. Đá chà bá luôn. Muốn tải được cục đá này thì con máy này nó phải công suất lớn. Có những con mà đá này là đá 150 á thì công suất nó chỉ có 150W thôi. Con này để coi nó bao nhiêu watt. Ủa con này cái hiệu của nó hiệu tiếng 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 Nhật không à anh em? Không, nó không cái thương hiệu á. Tiếng Nhật không à. Mã là KGVW150. Điện 100V ha, 320W anh em. 320W lận. À, cái tua mà bên bên đá khô này nè là 3.450 vòng ha. Còn tua bên đá nước này là 164 vòng. Con này là gần như chưa qua sử dụng anh em ha. Em gần như mới luôn á. Tại vì hai cục đá này em không thấy dấu mài nè. À, hai cục đá này không thấy dấu mài. Cái vỏ này nó hơi bị mốp đen tí nha anh em, nhưng mà cái vỏ này là vỏ thiết bên ngoài thôi nha anh em. Cho nên nó không ảnh hưởng gì tới máy. Đó. À đây đây nó có hiệu nè. Keno. Kenot gì? KGVW 150. Công tắc nằm đây ha. Mới chát rồi nè. Con này em có thể đấu lên 22 ha. Con này công suất lớn á chứ, mấy thường thường mấy con khác là chỉ có 150W tới 200W thôi. Em ru bà rùa anh em ha. Thấy nó đề ba là biết nó mạnh rồi. Con này nó qua nhông nha anh em, nó sẽ có tiếng nhông ha. Nó qua nhông cho nên là nó sẽ chậm lại. Anh em thấy cái tán nè, tán mà giữ đá này nè. À, nếu mà anh em có xài rồi á thì anh em phải đổ nước vô trong đây thì nó sẽ sét ha. Còn con này nó còn y xì nguyên luôn, nó mới chát luôn, nó trắng phếu luôn à. Con này anh em đổ nước trực tiếp vô đây ha, đổ nước trực tiếp vô cái hộc này luôn đó, xong mình mài. Và cái được cái bảng đá này nó lớn nè, bảng đá tới 4 phần rồi. Anh em đổ trực tiếp nước vô đây luôn, đổ vô xong anh em cho nó chạy nhẹ 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 để nó thấm nước vô hết. Cái đá đá mà đá là đá nước là anh em phải cho nó no nước nha anh em, tức là nó phải rút nước vô đây nè, rút hết nước vô trong đây đó. Rồi bắt đầu anh em đổ nước lớp lớp ở dưới thôi đó, để cho nó cuốn nước lên, anh vừa mài vừa vừa cuốn nước lên đá. Chứ anh em mà để nó thiếu nước thì nó sẽ hao đá lắm nha anh em. Rồi con này mã 14, con này quá vip. Để anh em 2,5 triệu ha. Đá khô này đá 150 ha, đá này đá mịn nha anh em. À, rất là mịn ha. Đá khô này là 150, còn đá đá nước nó là 205. À một cái nữa. Cái này bữa em có bị một anh khách anh nói mà đúng ra là cái đó là do người bán người ta dặn người người xài á, tức là anh em quay cục đá này thì quay được đúng không, quay này là quay được, còn anh em đừng có quay cục đá này nha, đừng có cố, tức là mình quay vẫn được, mình quay tới nó đâu có quay được đâu anh em, đừng có cố gắng quay nha, nếu mà nó quay bẻ nó qua nó sẽ bị chẹo nhông ha. À, quay cục đá này nè, tại vì cái thế của nó là cái thằng này quay thằng này đó, thế nó là thế nằm ngang cho nên là anh em quay thằng kia không được, chỉ quay thằng này được thôi. Rồi con này 10 mã 14 2,5 triệu ha. Cục đá này không là em bán được 1,5 triệu là một phát đi ngay luôn á này. Nhiều người ta năn nỉ em bán là mẹ đâu quá. Tôi bán gì đây? Bán con này đi. Con này trước clip trước em bị bể gạch này. Giá 1,7 triệu nha nè. Đây là con cắt sắt hợp kim ha, lưỡi 180 của Makita. Con này bể gạch hai người luôn á chứ. Cắt ngọt ngay nha anh em. Tại em ok cắt luôn đi, để em chuyển cây sắt cắt. Đây là con cắt sắt lưỡi hợp kim tua nhanh nha anh em. Đó. Tua nhanh ha của Makita. Con này giống hàng chính hãng ha. LC0700F ha. Lưỡi 180 hoặc là lưỡi 190 ha. Điện 100V. Con này hàng nội địa Nhật ha. 1050W, 4.700 vòng ha. 4.700 vòng. Con này có thắng từ ha, có đèn trợ sáng luôn ha. Dây nguồn zin theo máy là 5 mét ha. Con này nguyên zin 100%. À đặc biệt con này.
Ê tô kẹp phôi nhanh nha anh em. Kéo cái này qua bên đây nè. Đó, kéo qua đây. Đó, kéo ra. Là gọi là ê tô kẹp phôi nhanh ha. Một cái nữa là nó chỉnh 45 độ nhanh. Nó chỉnh 45 độ thao tác nhanh á. Em kéo này xuống nè. Đó, chỉnh 45 độ ha. Đây đây nó có cây thước nha anh em. Đó, anh em cứ canh nó đúng vô cái cây thước này là ra 45 độ. Đó, như vậy là 45 độ nè. À, nó chỉnh 45 độ nhanh ha. Cái này chứ lợi hại lắm nha anh em, chỉnh 45 độ đó là nhanh, là lợi hại lắm, thao tác nó nhanh. Em canh đúng cái thước này. Siết lại. Rồi. Bỏ sắt vô. Kéo cái này qua. Đó, xong rồi em siết lại. Đó. Rồi, kim điện vô. Con này nó cắt sâu được 5 phân rưỡi thì phải. Nhiều quên rồi. 5 phân rưỡi anh em cắt sâu tối đa được 5 phân rưỡi ha. Tức là anh em cắt được sắt sắt 5 phân rưỡi thì cắt sắt được sắt vuông 5 phân. Sắt vuông 5 phân. Đây đèn ha, công tắc nó nằm ngay chỗ con tay nè. Đó. Đèn chợ sáng ha. Thường thường cái đèn này phải bẻ qua bên đây. Đó để anh em thấy đường anh em cắt. Thằng này nó có cái nút khóa công tắc nha nè. Đó. Nếu anh em không đè vô không bóp được nha, phải đè con nút này vô bóp mới được. Có thắng từ ha. Máy chạy siêu êm nha. Cắt ngọt ngay ha. Lưỡi là lưỡi zin theo máy luôn nha nè. U chu cha. Đây, không ba giới anh em ha. Không ba giới ha. Quên cho anh cầm. Cho anh em coi cái lưỡi. Đây em còn giá luôn. Đây, lưỡi nè, không mẻ răng nào nha. Lưỡi zin theo máy luôn. Nó còn thương hiệu luôn nè. Lưỡi zin theo máy luôn ha, không mẻ răng nào. Nguyên răng ha. Đó. Quá đẹp. Để dưới đó rồi. Để đẹp anh em ha. Ừ, còn 40 chân cao su luôn. Rồi. Con này chịu 7 nha nè. Con này em bị bể gạch. Em lên clip lại thôi. Mã 15. 1.7. Bể gạch hai người luôn mới ghê chứ. Còn khách quen. Để anh cuối cùng mà không lấy. 1.7 ha. Ai, thế bán gì đây? Bán rulo đi. Đây, em về được một cuộn rulo. Này em tuyển chọn hàng, em tuyển chọn anh em đừng so sánh giá với người ta nha anh em. Còn anh em là muốn hàng rẻ thì cứ gọi cho em. Muốn hàng mà rẻ, hàng xấu, hàng rẻ thì cứ gọi cho em ha. Giá nào cũng có. Anh em mà so sánh giá với shop khác à. Anh em cứ việc đưa ra giá shop khác bán giá nhiều em cũng có con rulo em bán cho anh em. Đó, tùy theo cái nha anh em. Không phải cái nào giá cũng vậy. Cái này là hàng tuyển chọn từ 1.000 cuồng nó ra được những cuồng đẹp thôi. Thường thường mấy cái rulo này về một lô nó về rất là nhiều. Đây là rulo Hayata ha, này 30m ha, 3x2.0 nha nè. Nó có CB chống giật ha, CB này CB chống giật, đèn báo ha, có 3 ổ điện. Ổ này là phích dẹp nha nè, phích dẹp ha. Dây thì em bao anh em 30m dây này là không một tật lỗi ha, không chạy xước, không gì hết. Đấy, phích 3 chân. Anh em có thể rút cái chân mát xuống. Đè cái chân này xuống cái. Đó, xong rồi rút xuống nè. Đó, thấy không? Thành 2 chân ha. Hayata. Made in Japan ha.
Đó, lu lu ván là nó đẹp dây nè, nó ván đó 30 mét dây là không một tật lỗi ha, chữ nghĩa trên dây còn luôn nha, bao anh em là bao từng mét dây ha. Rô này để anh em 1,5 triệu em bao ship ha, bao ship luôn nha anh em. Rô này nó nặng 7-8 kg gì em quên, mã 16,5 triệu bao ship ha. Một triệu rưỡi bao ship. Rồi. Cho mình lên đây chút. Đây à. Đây. Này là clip 2 clip trước à. Nó có lên mà khách đặt rồi mà. Cũng khách quen luôn á chứ, đặt rồi không lấy, em mới lên lại. Đây là con khoan bàn mini ha, con này hiệu của nó là hiệu gì, Nihon Semisu, con này hàng nội địa Nhật luôn nha anh em. Con này đặc biệt, con này nó chạy được 2 tốc độ anh em, 9.000 tới 12.000 vòng. Rồi đây là gọi là con khoan bàn mini siêu tốc, tại tốc của nó rất là nhanh, 9.000 tới 12.000 vòng. Con này công tắc này nó có ba cái cấp lận, ba cấp. Con này là điện 100V ha, 3A tức là 300W ha. 9.000 tới 12.000 vòng. 3A tức là 300W ha. Nó có khóa mở đầu khoan luôn nha anh em. Đó, zin theo máy luôn ha. Con này nguyên zin 100% dây nguồn zin theo máy luôn ha. Con này nó nặng tới 20 mấy ký lực. Đây ghim điện vô nó đã cháy đèn nè, thấy không? Rồi mở lên nè. Là nó chạy trực tiếp ha. Cái trên này nó chạy trực tiếp ha. À, chạy trực tiếp mà bây giờ mình gạt xuống 9.000 vòng. Đó này tốc chậm ha, 12.000 vòng. Nó sẽ nhanh hơn ha. Đây là tắt. Anh em gạt xuống dưới. Khi anh em gạt xuống dưới á thì nó sẽ lấy cái cần này, cần kéo cần khoan này làm công tắc. Kéo lên là nó chạy nha. Đang cho nó đứng lại cái. Kéo lên là nó chạy ha. À. Buông xuống là tắt à. Kéo lên chạy nè. Thấy không? Ở đây nó có một cái ổ điện. Ổ điện này là ổ điện 110 ha. Ổ điện 110. Mình ghim điện vô đây nó sẽ có điện nha. Cái này để anh em để biết làm gì không? Để anh em ghim thêm cái bơm nước hay gì á. Đó, ghim vô đây. Là sau cái ổ điện. Đầu khoan này á, là đầu khoan 0 đến 4 ly. Tức là nó kẹp mũi từ 0 đến 4 ly ha. Anh em có thể kẹp được mũi nhỏ, mũi nửa ly, mũi 1/4 ly vậy đó. Đó. Từ 0 đến 4 ly. Và những con khoan này á, thường anh em khoan mũi nhỏ thôi. Thường á, là những con khoan này dành cho anh em nào biết không? Anh em làm những cái dòng đeo tay á, mà khoan mấy cái lỗ họ hạt á, hoặc là làm đũa ha, làm lồng chim ha, đó, làm những đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ nhỏ nhỏ, người ta cần nhỏ gọn mà nó chính xác, tốc độ cao, đó, là em nó ha, con này nặng 20 mấy ký rồi nha, nhìn nó vậy đó, chứ nó nặng hơn con khoan bàn 6 tấc luôn á, nặng lắm. Anh em muốn nâng hạ cái bàn này á, à quên. Cái thằng này á, từ cái bàn mà lên tới cái đỉnh đầu khoan á là 15 phân ha. Từ cái bàn này nè, lên tới cái đỉnh đầu khoan á là 15 phân. Còn cái chân này á thì khoảng 35. Anh em muốn nâng hạ, anh em mở cái này ra. Không mở cũng được nè. Anh em dặn xuống nè. Dặn nó xuống trước. Anh em thấy đây đây nó có cái rế bi không? Đó, để nó xoay á. Anh em mở này ra tuột nó xuống rồi. Đó. Nó có rế bi đó cho nên anh em xây này nó rất là nhẹ nhàng à, nó nặng 20 mấy ký là đừng có đùa. Em nâng hạ nó xuống hết nhẹ nhàng thôi nha nè, hạ nó xuống hết rồi cho nó gọn. Rồi
Con này để anh em 2 triệu 6 bao ship luôn đi. Mã 17, nay là ngày bao ship nha. 2 triệu 6 bao ship luôn. Có cọc nha anh em. Mã 17 2 triệu 6 ha. Cái clip em lên thì em có hai con lần, một con Kira, con có Kira là 2 triệu tư thôi, nó chạy một tốc độ. Rồi em bán rồi. Còn con này cũng bán rồi nhưng mà bể gạch thôi. 2 triệu 6 dòng này hiếm. 2 triệu 6 ha. Ai da. Ơi lên cái thùng này trước đi. À rất nhiều anh hỏi ha. Trước em lên có một con mà cả chục người hỏi là chốt có kịp đâu. Anh nào clip trước mà chốt không kịp thì clip này vô chốt giùm em. Nhưng mà con này được cái là nó có mũi có thùng luôn ha. Cái thùng này á nó bị nứt đây nè, nứt đang lằn ha, em dán lại rồi ha. Coi như cái thùng này em không tính tiền nha, em tặng ha. Nhưng mà thùng còn lành lặn ha, thùng còn nguyên vẹn, chỉ bị nứt cái chỗ đó một chút thôi. Con này là em chia mũi của cái thùng kia ra. À con này nó chỉ có một cái mũi thôi, là mũi này. À, chưa qua sử dụng luôn. Mũi này là mũi 20 là của con này. Còn hai cái mũi này em lấy từ cái thùng kia qua. Tí nữa em sẽ bớt cái thùng đó lại. Mũi đó là mũi 20 ha, này là mũi 17. Mũi này cũng chưa qua sử dụng anh em. Mũi 20 mũi 17 với một cái mũi đục nhọn ha. Đục nhọn. Đó. Đây là con khoan. Con khoan đục nha anh em, nó hai chức năng ha. Anh em nhét mũi khoan thì nó khoan, mà nhét mũi đục thì nó đục ha. Đặc biệt là con này chạy auto vol ha. Chạy auto vol. Cái mạch nó là cái mạch đẳng áp nha anh em. Mạch nó là mạch đẳng áp. Anh em đưa điện bao nhiêu vô thì nó cấp cho cũng có cùng một dòng điện cho máy à. Cho nên anh em ghim điện 100V 22 đều chạy như nhau ha. Con này thì đẹp. Ha. Cái đầu này hơi xước tí. Rất đẹp ha. Những con khác là chỗ này là nó thường cái má này nè, nó sẽ chạy hết nhôm hết sơn chỗ này luôn. Mà con này nó còn đẹp vậy nè. Đó, bên đây cũng vậy ha. Thì cái chỗ này cái chỗ để xuống đất á, cho nên nó dễ bị chạy. Ít xài nè. Đây là con khoan đục Makita ha. HR4030C. Con này nó khoan được mũi tối đa đến 40mm ha. À, mà nhắc tới cái mũi 40 này em mới nhớ. Clip trước á, là em có lên con. Anh đó anh chốt trước, anh đó anh khách quen. Mà thường thường á, anh chốt trước rồi mấy anh kia chốt sau chứ không kịp. Rất nhiều anh hỏi luôn chứ không kịp. Đó. Rồi anh về anh khoan lấy cái mũi 40 anh khoan. Khoan vô thì nó kẹt. Thì em nói anh em á là bất kỳ con khoan bê tông nào nó cũng cho tuôn. Tức là khi nó kẹt nặng quá là nó phải tuôn nha anh em. Chứ không có con nào mà nó để vậy mà nó cho. Tại vì như vậy nó rất dễ hư nhông nha. Kể cả anh em mua máy mới về chơi chăng nữa nó vẫn cho tuôn nha. Tức là bản thân con máy nó cho tuôn khi anh em khoan vô bê tông mà nó kẹt đá là nó phải tuôn ha. Tức là cái mũi nó không xoay nữa. Rồi anh nói con này bị lỗi nó không lấy. Em cũng có giải thích rồi mà anh không chịu. Thì em nói anh em mày hàng mà khách quen nữa. Em không nhận cọc, em không có lấy cọc luôn đó mà khi người ta đã muốn hoàn rồi thì cỡ nào người ta cũng hoàn, anh em có nói gì chăng nữa người ta cũng hoàn. Kể cả mấy con khoan bốt nhỏ nhỏ, khoan Makita nhỏ cũng vậy đó anh em khoan nặng là nó sẽ tuôn thôi. Nó bị kẹt đá thì nó sẽ tuôn, nó cho phép tuôn ha. Để mà nó bảo vệ cái bộ nhông. Anh em lấy ra khoan lại bình thường. Rồi em nhắc lại là cái em nói như vậy là để cho anh em nào mua sau anh em để ý ha. Nó khoan mà bỏ vô mà nó bị kẹt đá là nó phải cho tuôn mũi ha. Đây, trên thông số kỹ thuật thì con này nó cho khoan đến mũi 40mm ha. Con này là điện 100V nhưng mà nó chạy auto vol ha. 1100W. 1100W là nó lớn công suất hơn con máy đục chuyên dụng rồi ha. Con này điều tốc từ 1.300 đến 2.600 vòng. Made in Japan anh em ha. À không, con này hàng nội địa Nhật luôn nha anh em. Con này hàng nội địa Nhật luôn ha. Ủa, mấy con trước em bán toàn máy in Japan, con này hàng nội địa Nhật luôn. Nó không có để máy in ở đâu hết. Hàng nội địa Nhật luôn nha anh em. Máy khá đẹp ha. Nguyên zin 100% nha anh em. Dây nguồn zin theo máy luôn ha. Dây nguồn được 5 mét. Em ghim điện 22 luôn ha. Test không tải trước ha.
anh em muốn nhét mũi vô á là anh em phải nhấn cái mặt trăng này xuống. Đây nó có cái mặt trăng nè, nhấn cái mặt trăng này nhấn xuống hết luôn nha. Đó, nhấn lúng xuống hết luôn, bật cái chữ U này ra nè. Đó, nhét mũi khoan vô. Đó, bật nó lại. Chạy nè. Nó sẽ xoay ha. Nó kẹt là kẹt sao bé mơ anh em. Thì cái mũi anh em vô mà hai cục đá hai bên mà nó kẹt trúng mũi khoan á, mà nó độ cứng nó đến cái mức nó cho phép á, thì nó sẽ cho tuôn tuôn, nó không xoay nữa. Mình lấy ra mình khoan lại thì nó mới quay ha. Rồi, nhét mũi đục vô. Em kiếm cái gì em test. Con này đục mạnh lắm anh. Đây nó xét về khoan là nó mạnh nhất rồi. Không có con khoan nào mà mạnh hơn nó. Còn xét về đục thì nó vẫn rồi vẫn mạnh hơn cái con đục bê tông 0810 ha. Ừ, tại vì 0810 nó có 1050 quá à. Con này tới 1100 rồi. Ây da. Siêu mạnh anh em. Em chưa có kéo chữ U lại cho nên nó vụt mũi ra nha. Kéo chữ U lại nè. À. Rồi. Con này full thùng có mũi luôn ha. Bình thường thì con trước em bán xấu hơn con này đã 2 triệu rồi. Con này nó có thùng có mũi. Sao ta? Con này bỏ sao tài. Nó dày quá. Đây. Hai mũi chưa khoan nó chưa qua sử dụng luôn. Mũi đục thì sử dụng rồi. Hơi đổi dây nguồn chút. Dây nguồn này thường thường á, anh em muốn nó không đổi là anh em mở nó ra. Tháo nó ra luôn á. Chứ đừng có quấn nùi như em. Em bán em quấn nùi vậy cho nó gọn. Đấy. Thùng cái thùng này coi như em tặng ha. Anh em đừng có nói thùng nứt thùng gì á, thùng coi như em tặng. Để tính tiền con máy. Con máy thì máy này máy đẹp thì nó phải 2 triệu 2 cộng 3 cái mũi nữa. Con này để anh em 2 triệu rưỡi nha. Con này mới nó tới hơn 10 triệu luôn nha anh em. Mới nó hơn 10 triệu luôn. Anh em có thể tra giá trên mạng HR4030C. Con này mã 18. 18 2 triệu rưỡi ha. Bữa có anh nào dặn bữa nào có con nào đẹp mà full thùng full mũi thì gọi ảnh mà em không nhớ. Này em bán rất nhiều rồi. Bán rất nhiều rồi. Lần đầu tiên bị một trường hợp mà khách hoàng con này. Mà clip trước em chỉ lên có một con thôi. Rất nhiều anh chốt mà chốt không được. Cuối cùng ra ảnh chốt là lại hoàng. Con đó nó chưa có hoàng về. Mã 18, 2 triệu rưỡi. Rồi tới con này. Đấy. Con này cũng là con khoan đục. Nó cũng hai chức năng vậy, nhưng mà con này là còn zin 100V ha. Là con này của Hitachi. Mã nó là BR38E. BR38E ha, điện 100V, 1050W ha. Con này 400 vòng. Con này thì bộ mũi nó nhiều lắm. Đây một cái mũi này cũng chưa qua sử dụng nha nè. Con này mũi 19. À đây nó có cái mũi này nhỏ nè. Mũi này mũi 12. Đó. Với ba cái mũi này. Ba cái mũi này á, thì nó đi chung một combo nè. Đây nè cái chân. Đây là mũi này mũi rời nha, nhét vô vậy nè. Khi mà anh em muốn lấy ra thì lấy cái này nè. Nhét vô đây, bật nó là nó ra. Đấy. Cái này nó gồm có ba mũi, mũi này mũi 18. Cái này cũng 18 luôn. Cái này 22. Đó, một chân ba mũi ha. Là tổng cộng là 5 mũi rồi. Với một mũi đục dẹp. Mũi này của Hitachi luôn anh em. Cái này như chưa xài luôn nè. Với cái này để đóng hay gì em không biết ha. Để anh em nhét cái mũi đục vô đây anh em đóng hay gì. Đó, đóng đây nè. Cho nó không bị hư mũi gì. Có cái nòng gì như cái vỏ đạn vậy. Này thằng
Thằng này thằng mở nhớt ha, mở cái nắp nhớt. Con này còn rất là đẹp này. À, con này nó cũng bị bể gạch này, đẹp cực kỳ luôn ha, phải 90% luôn ha. Nước sơn viên nguyên bản em không có sơn lại đâu nha. Đó. Em thấy nó mới không? Lạnh lùng sinh khối luôn. Đây là cái tay cầm. Đấy. Con này cũng y chang con nãy ha, nhưng mà nó điện 110 thôi. Của Hitachi. Nó cũng nhét mũi khoan vô là nó khoan, mà nhét mũi đục vô nó đục nha anh em. Đó, khi nó chạy không như vậy nó sẽ không vọng. Ở trên đây nó có cái bạc hít, cái búa mà nó chạy lên tới đó nó hít lại, nó không có hít, để nó giảm cái lực mà nó đẩy cái đầu nhôm này ra lúc anh em chạy không tải nè. Còn lúc anh em nhét mũi vô thì tất cả các lực nó dồn trên cái mũi rồi, nó không có bị tình trạng đó. Rồi con này thì nó cũng giống như con kia thôi, là anh em muốn 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 nhét mũi vô anh em nhấn cái này lên. À, bật cái này ra. À, nhét mũi khoan vô nè. Em thử thôi nha, thử cho nó say thôi. À, má nó giọng. Cái con này nó cũng vậy nha anh em, khi mà lực mà nó bị kẹt nặng quá nó vẫn cho tuôn ha. Ê, nhét mũi đục vô thử ra. Con này cũng đục rất là mạnh. Những cái dòng mà khoan đục hai chức năng này nó đục mạnh dữ lắm anh em. Siêu mạnh à. Con này thì bao mới rồi. Mới ken sao ben luôn. Mới hơn con Mata nhiều luôn á. Con Mata nó được cái nó chạy được auto vol thôi. Dòng này là bao bền nha anh em. Cái dòng này là ngày xưa mấy anh mà đục đá trên núi là chỉ xài dòng này thôi, nó mới chịu nổi. Tức là tại vì mấy ổng đục là đục nguyên ngày, cả ngày cả đêm luôn, chỉ mấy con này mới chịu nổi thôi. À, mấy cái mũi này là em có hộp hết á nha. Tại dinh của nó là nó có hộp hết, em mở ra cho nó gọn á, anh em nào cần thì em gửi thêm nha, em có bỏ rời ở ngoài. Mấy cái mũi này tất cả các mũi đều có hộp hết. Đó, full thùng luôn ha. Thùng này bao anh em đứng lên luôn. Đứng lên. Nha. Không xi nhê chân. Ai da. Mười mấy ký anh em. Thùng này em đã lấy ra hai mũi, bớt anh em 200 ngàn đi. Còn chiều 8 đi. Mã 19. 1 triệu 8. Chú con này em bán 2 triệu á. Hay lấy ra hai mũi rồi. Một mũi đục, một mũi khoan. Đó, còn chiều 8 rồi. Nhiều mũi quá anh em cũng không xài hết, mà giá nó đội lên cao rồi anh em hơi ngán. 1,8 triệu ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là con cắt gỗ Hitachi anh em. Con này lưỡi 380 ha. Con này lưỡi 380, nhưng mà em sẽ tặng anh em thêm một cái lưỡi. Lưỡi này là lưỡi 355 nha anh em. Đó. Thì em gắn vô cắt bấm bình thường ha. Cái lưỡi 380 này anh em cắt được 14.6, tức là 14 xăng 146 mm á. Đó. Còn cái lưỡi này nếu anh em gắn vô thì anh em cắt được 13.5. Lưỡi 355 ha. 13.8 chứ. 355 à 13.5. Đó, hai lưỡi này đều là lưỡi zin. Em mở trong lưỡi này là lưỡi zin theo máy. Còn cái lưỡi này là em mở của máy khác ra ha. Lưỡi này thì răng nó chỉ mẻ một răng thôi. Cái lưỡi này cũng vậy ha. Cũng mẻ một răng thôi. Mẻ một răng, lưỡi nào cũng mẻ một răng hết. Đây.
me nó còn rất dày ha, cho để ở bãi thì nó xét thôi. Đó là có hai lưỡi nha, tặng anh em hai lưỡi luôn. Con này là đế, con này là hàng hệ nha anh em, đế Atimon nha. Mà tại vì con này nó bị ẩm cho nên nó tróc nè anh em, theo nó tróc nè, nó tróc ba sơn chả ảnh hưởng gì nè. Con này còn rất là mới, gục gan nó, cái than nó là than zin, nó là còn nguyên cặp luôn, cậu rất không mòn ha, do nó ẩm thì nó bị tróc sơn. Đây là con cắt gỗ Hitachi C15BH ha, C15BH. Đó, cái đế A thì mòn em thấy không, nó bị chóc vào cái lớp xi ở ngoài, với lại con máy này nó cũng hơi ra ten. Đó, vòng vòng nó hơi ra ten tí ha. Con này có tháng từ ha, dây nguồn zin theo máy luôn anh em, nhìn cộng dây nguồn đó anh em biết máy nó mới. Do này nó để bị ẩm mà chịu ơi. Con này nếu mà đẹp thì giá nó tầm 2 triệu một con, mà con này anh em rẻ, anh em rẻ thôi. Đây là con cắt gỗ Hitachi ha, C15BH, lưỡi là 380 cho đến 382 mm ha, điện 100V, 1400W ha, 2300 vòng, cắt sâu tối đa là 14.3, 143 mm. Là cái lưỡi zin theo máy cắt được 143. Còn cái lưỡi 355 này thì cắt được 13.5. Đấy. Ngoại hình thì anh em nói rồi, nó sẽ bị ra ten ha, nó mới bị ẩm, nó ra ten một số chỗ ha. Đó, đế Atimon chống cong bên ha. Cái đế Atimon này nó mắc hơn cái đế sắt khoảng 1 triệu một con á nè. Con này có tháng tư ha. Đây nó có tháng từ ha, chạy im rua, ngoài ruột gan mới lắm. Còn ngoại hình nó xấu thôi, ngoại hình nó bị ẩm. Thắng nó ăn vậy là anh em biết là than cố góp nó là còn, nó còn ok rồi nó mới thắng nè. Đó, tặng anh em cái lưỡi. Đây lưỡi này, lưỡi cắt gỗ, lưỡi răng thưa hết nha. Anh dòng cái me nó. Đó, me còn nguyên ha. Chỉ bị mẻ một răng thôi. Đây mẻ răng này nè. Rồi, tặng anh em hai cái lưỡi luôn. Con này để anh em giá 1.7 triệu. Hai lưỡi luôn ha. 1.7 triệu thôi. Ôi, mã 20. 1.7 triệu. Con này gần như em bán vốn luôn hả chứ. Tại trước em lấy con này là 1.5 triệu nè, chưa vệ sinh. Giờ tặng thêm cái lưỡi nữa, vệ sinh xong rồi bán 1.7 triệu, như bán vốn. Ai. Tiếp theo. Ai da. Ôi, nãy cắt sắt là ba vớ nằm này. Tiếp theo là con cua trượt Hitachi, mã của nó là C10FS ha. Con này lưỡi 255 ha, lưỡi này lưỡi zin theo máy luôn ha, không mẻ răng nào nha anh em. Lưỡi 255. Con này hành trình trượt của nó là 32 xăng ha, xoay á thì 45 độ bên trái, 55 độ bên phải ha. Anh em muốn xoay thì mở cái tay ra, mở tay ra xoay ha, rất nhẹ nhàng ha. Nó có tiếng nhảy bi á, tới độ nó sẽ nhảy ha. Đó, tới không độ nè, siết lại nè. Con này full option ha, có túi bụi, có cửa kẹp phôi luôn ha. Hành trình trượt là 32 xăng, con này nghiêng 45 độ hai bên luôn ha. Đây nó nghiêng đây, mở cái này ra, à, nghiêng quanh đây nè. Đó, còn em muốn nghiêng ngược trở lại thì mới kéo cái ti này ra nha. Ở đây nó có cái ti chịu, kéo ti này ra, kéo ngược lại nè. Đấy, nghiêng 45 độ hai bên ha. Dây nguồn zin theo máy Hitachi được 5m ha. Rồi, trượt rồi mở cái này ra. Đằng này nó khóa trượt ha, rất nhẹ nhàng ha.
Rồi anh em muốn bật cái cổ này lên á, anh em đè cái này xuống, đè cái tay này xuống, đè xuống nhẹ nhàng ha. Đó, anh em kéo cái chốt này ra, đây nó có cái chốt. Chốt này nó có lò xo nha. Anh em kéo ra anh em mới xoay nó qua bên. À, thì nó mới bật lên. Đây là con cưa chuột Hitachi mã C10FS. Điện 100V, hàng nội địa Nhật ha. 1400W, 3800 vòng. Sử dụng lưỡi là 255 ha. 255 á, thì thông số kỹ thuật nó ghi là cho cắt được 8,5 phân. Nhưng mà con này nó cắt tối đa được tới 9,5 phân lận. 9,5 phân 10 phân gì đó. Đó. Rồi test máy ha, con này có thắng từ. Có khởi động mềm ha. Có thắng từ, có khởi động mềm nha anh em. Nó sẽ lên từ từ ha. Nó sẽ lên từ từ, nó khởi động mềm, IC trợ lực luôn nha anh em. Thắng siêu ăn ha, chạy siêu êm luôn. Cái dòng này nó chạy bằng dây cu ro cho nên nó êm lắm nè. Rồi, tất cả đều hoạt động hoàn hảo ha. Đó, đầy đủ luôn. Túi bụi, cửa kẹp phôi đồ đầy đủ hết. Rồi, con này nay em để anh em 4 triệu 3 thôi. 4 triệu 3, chuyển khoản trước em bao ship ha. Mã 21. 4 triệu 3 thôi. Con này nó bị mất duyên rồi. Nó bể gạch nhiều quá nó mất duyên. Này bớt một phát cho nó có duyên lại. Lưỡi 255, mã 21, 4 triệu 3 thôi. Đây. Này em về được một con khoan bàn Ryobi ha. À Ryobi. Thì những hàng Ryobi này là tương đương với Makita anh em ha. Chỉ có dòng khoan bàn Ryobi và Makita, em thường em bán hai dòng thôi. Makita với Ryobi thôi. Còn mấy dòng mà Đài Loan người hàng Trung Quốc xuất Nhật, hàng Đài Loan xuất Nhật đồ là đừng có so với những dòng này nha anh em. Mà những dòng đó anh em khác đã bán 2,5 triệu, 2,4 triệu con, có thằng bán 2,7 triệu luôn chứ. Con này là con khoan bàn Ryobi 6 tấc ha. Mã nó là TB1131K ha, điện 100V, 190W ha. Poly 5 cấp từ 620 cho đến 3100 vòng. Con này nó xài motor tua chậm nha anh em, cho nên là công suất nó nhỏ thôi. 190W thôi, nhưng mà nó một con motor tua chậm nó sẽ mạnh gấp đôi con motor tua nhanh nha anh em. Tức là con này nó phải bằng con motor 300W tua nhanh. Con này nó nặng 21 22 kg gì đó. Có cái eto luôn ha. Đây, buli 5 cấp. Mới chắc. Mới chắc luôn nha anh em. Đầu 13 ly ha. Hành trình khoan xuống của nó được 5 xăng ha. Hành trình khoan xuống này được 5 xăng ha. Cái tô này thì không phải của zin của nó nha, của một con khoan bàn khác. À, em gỡ nó qua cho xài cho con này. À, của khoan bàn cũng là hàng Nhật Bản ha. Đây. Không rơ lắc gì nha anh em, không rơ lắc ha. Đầu 13 ly, nó có khóa mở đầu khoan luôn nha. Khóa mở đầu khoan nó nằm đây nè. Đó, nó máng đây nè. Đây. Đây nó máng ở chỗ này nè nha anh em. Đó, nó có chỗ để cái khóa mở đầu khoan luôn. Êm như chó thở ha. Em nhắc lại đây là con motor tua chậm cho nên là nó 190W thôi, nhưng mà nó mạnh gấp đôi những con motor tua nhanh ha. Xoay vòng cho anh em coi, con này còn khá đẹp nha nè. Khá đẹp ha. Để bỏ cái tô xuống này. Cái bàn này của nó còn sớ chỉ chạy luôn. Đó. Xíu đẹp. Rồi.
Con này anh em nào lấy em sẽ bán luôn cái Eto ha. Còn nếu mà anh em nào không xài Eto thì em sẽ trừ tiền ra. Con này mã mã 22. 22. Con này đến em 2 triệu 8 ha. 2 triệu 8 ha. Luôn Eto ha. Còn không lấy Eto em sẽ trừ tiền ra nha. 2 triệu 8. Chuyển khoản trước em bao ship luôn. Rồi. Em kết thúc clip ở đây ha. Hết rồi. Này chắc lâu lắm mới có đồ lại để bán. Hôm nay cạn đồ luôn rồi này. Đồ này là đồ em đi năn nỉ anh em đồ để lại bán chứ không có đồ lên này. Rồi anh em nào quan tâm con này thì chụp màn hình gửi tin nhắn bên Zalo cho em ha, hoặc gọi điện trực tiếp cho em. Chỉ có một số một thôi là 0397146414 ha. Chào anh em, hẹn anh em lại clip sau ha.